Mà thấy anh núp cũng núp cho nó đã trời, đúng là đã thì chứ, nó gặp nó trốn. Ngon cơm, bạch cái bao ra khui hàng cái cây lai biết lắm mà dính em chồng khôn rồi mới bợ được mấy em này. Dằn lên cho môi chuối ha, em bự cái nhỏ để coi khổng lồ vô qua cùng chú anh chị, không phải nó là run tay á. Quá đã. Like xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay tiếp tục thăm bể chậu của cô chú anh chị. Thì trước khi xem đồ nghề đó, cho like xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng like trong suốt thời gian qua. Like chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì bên này đây em á làm hai cái bể chi cua của chú anh chị. Đây một cái, ở đây một cái nữa. Còn vỏ sách bên đây đựng chuối, còn vỏ sách bên đây đựng tô lưới. Like xin mời cô chú anh chị và các bạn trải nghiệm cùng like chuyến đồ bể hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Tiến hành thăm cái bể đầu tiên của chú anh chị. Bể nó hồi gọi dính sóc đất nè. Bữa này coi dính không dính lại cuốn cái bể này dời luôn của chú anh chị. Sập không? Trời ơi, hốt chốc mới đẻ đâu hôm qua trời. Hết biết rồi. Chứ kỳ gì. Thua luôn. Cuốn luôn chú anh chị. Chốc này đúng là mới đẻ hôm qua thiệt luôn. Vô dính vô cái lò xo nữa. Trời ơi, không ăn cái chuối. Không nổ luôn trời. Để lại gỡ nó ra cô chú chị. Em này lại thả luôn. Em sóc là mới nở nè. Ở đây lại con cái nữa cô chú anh chị. Con gì trời. Con gì cô chú anh chị ơi, con gì chạy lớn lắm kỳ ta. Ở dưới này là nguyên cái hầm, cái đường suối dưới này nè cô chú anh chị, bà thù vậy đó. Cái này dính không dính, bữa nay chắc là dời nữa quá. Cái này là đặt ra thăm mấy cử cũng không dính nữa nè. Lá cây mà bẻ ra để nó mau khô thì sợ của chú anh chị. Nắng thấy bể luôn mà. Rồi chết nữa. Cuốn luôn của chú anh chị. Giờ điểm khác. Điểm này thua. Bể gì rồi mà đặt không dính của chú anh chị. Quá tệ. Cuốn luôn. Cái này bữa nay không dính lại cuốn luôn chú anh chị. Này đặt ở trên đó. Tụi mày mấy gỡ dính là dời đại dưới này. Dưới cái suối thôi. Ê, khó đi lắm cô chú anh chị. Vô cô chú anh chị. Trời ơi, giờ dưới này dính trời. Hàng gì lại vô đây nó. Nó hôi cái mùi trồng heo của chú anh chị ơi. Nó hôi nực nồng luôn. Mà lại nói hoài luôn, đặt trên dính. Bởi vì là giờ chỗ này là nhà người ta sát bên luôn. Cho lại nó chừng nhỏ nhỏ cô chú anh chị vô rồi. Coi nó môi này cô chú anh chị. Hết biết rồi. Đây thấy cái đường mòn nè. Đây đặt theo cái đường mòn nó gì nè cô chú anh chị đó. Nó đi dưới này chứ nó không lên. Công nhận chồng thì không dữ gì trời. Là đặt cái bẫy ra trên này mà nó cắn. Nó lâu tới dưới đó luôn. Bẫy ra đặt đây nè cô chú anh chị. Nó mồi cỡ này nè. Trời ơi con này cũng nhỏ. Con này chừng ký vậy. Vì là lay lên để bắt ra để đặt lại của chú anh chị. Đặt chồng mà chạch chút xíu không dính. Lạ lùng thiệt.
ngay đường mòn mà dính của chú anh chị, ta thấy đi láng đường luôn mà. Coi nó đi trên này nè cô chú anh chị, đi láng đường luôn. Đó, láng luôn mà đặt ngồi trộm gà không dính. Nên bắt ra của chú anh chị lấy bẫy ra đặt lại. Lại bắt em nói ra luôn của chú anh chị, em trang trí tí. Nó phải đó, đi vô trang chỗ này, điểm này nè của chú anh chị, lai nó lai nó hoài đó. Nó hôi mùi nực nồng rồi mà bẫy không dính. Lai bẫy dưới mé xe dưới suối dính. Bẫy thì cái trên đẹp thế đẹp cái sợ không dính. Là giờ xuống suối lụm liền. Mà nhưng mà có người á của chú anh chị. Lai lấy cái bẫy đi luôn rồi, chắc chiều chiều lai mới quay trở lại lai đập. Có người đi ra hỏi hai lần gì đó đặt bẫy sóc đá của chú anh chị. Em này cũng khờ, em này còn chỗ đó một bầy của chú anh chị, nhưng mà nó đi ở dưới không đi trên không gì đó. Bởi vì lai để ý để biết của chú anh chị, lai nghi là chắc ở trên đó là chó quá nó không dám lên, để lai bắt ra luôn. Lai tuột xuống đặt mới dính. Em này ký khỏe của chú anh chị ơi, sách trong sau trong bẫy thấy nhẹ sao bỏ ra có rất nặng quá vậy biết. Em này ký khỏe luôn á. Chút là về đây mới đặt cái bẫy này lại được của chú anh chị. Chỗ này chắc cũng còn em nữa, bởi vì em trồng này là hung quá hung rồi. Chắc cũng còn em nữa cô chú anh chị. Thế là bỏ vô cái thứ này chia sẻ với chị xem. Lai đặt dưới cái hố này cái này cô chú anh chị. Cái dốc này đứng lắm cô chú anh chị, ngã tệ tệ lắm cũng 45 độ. Cái này là cái suối mà ở đây có cái hố của chú anh chị. Cái này lại cũng mới đặt cử đầu tiên luôn, mới thầm cử đầu tiên luôn. Cái chỗ dính em trồng nãy là giờ giữa mưa im thấy sợ, là vừa thăm xong tắt máy. Ông gà ông gặp mà cái ông làm gì đây vậy, cái là nói là đặt bay sóc ông nói ừ. Sóc ông nói ừ. Cái này dính trộn rồi rút đi luôn. Thôi rồi cái bẫy im gì mà không sập luôn của chú chị, thấy cái nắp rồi. Thôi rồi cái bẫy im chú chị ơi, hết biết rồi, để yên nguyên lại luôn của chú chị, không động nó luôn. Coi cái chỗ đường mòn nó đi kìa của chú chị, láng cả không có lỗ lên luôn. Đặt cái bẫy đây gì mà chết nè. Hết biết. Ở đây thì con cái của chú anh chị. Cái này thăm hai cỡ cũng chết nữa. Cỡ đầu tiên cái thì dính em chuột. Cỡ rồi thì không dính gì luôn. Mà có con gì lại móc ra. Chuột nhỏ lại ăn chuối. Cỡ này không biết sao đây. Chiếu té về cản giò bực bực vậy sao không. Rồi cái nắp còn trời thôi lại ăn chú nữa
kỹ đó. Sao khôn dữ vậy? Như này sửa cái bẫy lại của chú chè. Tới vô thăm bẫy sóc của chú anh chị, cái bẫy sóc đầu tiên. Bẫy sóc cái này là thăm tổng cộng là 9 cái của chú anh chị. Còn bẫy cho nhỏ thì 25 cái. Bẫy lớn thì 5 cái là 30, 39 cái bẫy. Nghe cái ốc ốc cát nổi của chú anh chị. Thăm bẫy sóc này kiếm tiền chầu cao. Nó chạy với tiền xăng rồi tiền chuối rồi của chú anh chị. Vô chú anh chị. Cái bẫy này gọi dính nhang. Cái đầu tiên luôn. Hồi gọi lại cuốn cái bẫy làm chi cua lại không có đặt lại, giờ bữa nay lại đem theo luôn. Vô kèo sóc bông. Ta thấy nó chạy gì mà lại đặt dính mà. Bữa nay lượm em nói của chú anh chị. Sóc bông là phái rồi. Đó, nhìn đã của chú anh chị. Nhìn là phê ha, phê kèo ha. Rồi để lại mở ra cái tiếp tục quay chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này là cái bẫy sóc thứ hai của chú anh chị. Chỗ này đặt sóc bông là hết thế luôn. Trời ơi, dính nhang trời. Sao nó ám ảnh lại hoài vậy ta? Bởi vì dính nhang nó đau chứ. Ôi giời. Cái con này nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thả nó ra ngang. Hù cho giữ, thả cho nó ra rồi. Mấy cái con kia nó dám vô luôn. Chứ mà mình đừng đem đi chỗ khác. Đem chỗ khác nó dính càng tới vậy. Để lại kiếm đường để thả nó ra của chú anh chị. Mà hù cho nó té bên luôn, cho nó ra thả nó đi. Cho nó sợ mình á. Ở đây là con cái của chú anh chị. Bữa nay lại đem vô cái bẫy vô đây để đặt thêm cái bẫy sóc tụi này. Thăm cái bẫy này. Trời có dính không? Bẫy này trời ơi nó mướt thì ghê luôn chú anh chị ơi. Mà biết sao rồi. Ở trong cái bọng nó kìa chú anh chị, không còn lá cây luôn, bẫy thiệt, không biết cái bẫy này dính không, lại cũng mới giờ nè, dính không nó quan trọng chú anh chị à, cái giờ im cỡ nào tới giờ không dính là không dính à, ngang qua vô đây một cái nhìn thấy quá mướt. Rồi xà thấy không sập của chúng tôi ơi. Thua thì tài. Hết biết rồi. Kỳ vậy ta. Đi lên coi có chuối có thấy không thay luôn chú chị. Mới giờ nó ngon hết biết luôn. Có cái nào mà ngon bằng cái này trời. Mình không kiểm tra chuối là khó dính không chú cô chú chị. Trời ơi ha. Còn gì móc bánh chân. Ăn banh chuối trơn luôn. Để thay màu của chú anh chị ơi. Ở đây là con cái của chú anh chị. Cái này bữa nay không dính ra cuốn. Đây đặt cái thăm cứ gọi chất quất. Có xe đi bển của chú anh chị. Nghe lại nói chuyện kiếm. Cái này bên này dính cuốn luôn. Vì cái này quá rộng của chú anh chị ơi. Đặt mấy điểm rộng là dễ thua lắm. Kiếm điểm nào hẹp hẹp chắc ăn đặt của chú anh chị. Nó bữa nay xuống cuốn dính luôn đi. Rồi chết. Quá trời rộng. Ở đây là con cái của chú anh chị. Cái này bắt dính tròn khôn tới giờ không sập luôn. Không lấy hết sao ta. Hình như sập vậy ta. Sập rồi của chú anh chị.
sạch rồi mà dính con gì chưa biết đây. Sạch dính trồn mà chắc sạch á, không có chịu chơi đâu. Mà ngặt con cái là con trồn khôn là bắt dính rồi đó cô chú anh chị. Là dễ bắt dính mấy em này lắm. Rồi lắm rồi, cái đầu trắng hấu của chú anh chị. Đây đâu có sóc đâu mà vụ mà dính ấy. Rồi hai lò xo của lại nó dẹp hết cô chú anh chị. Đó, cái ống nút trong cái bao kìa. Đã không? Không thấy là ông trốn kìa. Rồi, rồi anh Vũ tha chuối nè cô chú anh chị. Tha chuối rồi, đây là quay đầu cho lùm móng nha. Em thấy bự nhỏ nha, mà thấy anh núp ống núp chưa. Nó đã trời. Đúng là đã thiệt chứ. Nó gặp nó trốn. Ngon cơm. Bạch cái bao ra khui hàng cái cây. Lai biết lắm mà, dính em chồng khôn rồi mới bự được mấy em này. Dằn lên. Cho môi chuối ha, em bự hay nhỏ để coi khổng lồ, khổng lồ. Rồi ổng bự banh chân cái bao luôn chú anh chị. Dính em chồng đen rồi, con em chồng đen cầm bậy. Còn mấy em này mấy em ăn chịu thôi, ăn chịu ăn đựng thôi. Em này con ký mấy này trời trời rồi. Cắn banh trên cái lò xo của Lai luôn. Để thăm cái nữa kiếm chỗ bắt luôn của chú anh chị. Ở đây Lai quần tới hai cái là bị bắt dính em chồng khôn rồi Lai không có chạy. Lai có đặt thêm cái nạn cái nữa của chú anh chị. Dính được em chồng khôn rồi Lai bao dây bẫy liền. Ủa Lai xuống đường nào Lai quên rồi trời. Ủa kỳ ta. Đến đây. Cắt đây quá. Kỳ à. Để xuống đây này cho chúng kìa. Xuống đường này dây chặt quá trời. Sập ở đây. Sập lên cái cây. Sập vào cô chú chị ơi. Còn biết dính gì rồi. Gì không thấy chưa nhỉ? Dính lấy dính chuột gì nó thu giống trời. Kỳ vậy. Trời ơi, dính sóc đất của chú anh chị ơi. Làm hết hồn. Ôi em nó bự của chú anh chị. Nó quậy quá trời luôn rồi. Để Lai bỏ vô Lai đặt lại cái Lai ngoài bắt con chồng của chú anh chị. Hàng khủng, hàng khủng. Hàng khủng của chú anh chị. Lai bắt em nó ra luôn của chú anh chị. Quá đỡ để bưng lên cho cái nhà xem mới sướng sướng chứ. Không bưng đâu có hấp dẫn của chú anh chị. Dính em chồng khôn rồi là Lai sẽ hạ nó liền. Em chắc từ dán ký 2 ăn lên quá. Ký 2 quá đã của chú anh chị ơi. Để Lai bắt em nó vô. Tối trời là khác lên ngang cô chú anh chị. Đi chăng á, bây giờ mọc trễ á. Bây giờ tịch khuya lắm mới lên. Em thấy bự sát chứ nó nhẹ cũng có chú chị ơi. Chắc này từ cái mốt lên cái hai. Ôi đổ đậm nút đóng. Trắng mà. Chập cái bao nằm đóng còn khô. Trốn. Quả đã rồi chú chị ơi. Để Lai bỏ vô rồi cái đứa quay chia sẻ của chú anh chị xem. Rồi nữa này dính không dính là Lai cũng cuốn rồi này của chú anh chị. Lai thấy trên trần ta chặt dày xuống rồi.
dính ăn uống cái rồi. Đây móc tiêu cọc chuối ta, không phải móc chuối tiêu trời, phải móc chuối của chú anh chị ơi, móc cái gì đây, phải không? Nó còn tên giả thôi. Cuốn luôn chú chị, cái này cuốn luôn, cuốn giọt và điểm khác. Cái này bữa nay dính không dính lại cũng rút cái này của chú anh chị, dính này còn để mà không dính là rút ạ. Thăm mấy cử đặt như mương đã quá mà thấy thua. Trời ơi, vô kèo của chú anh chị ơi, vô rồi. Đây thăm mấy cử nè cô chú anh chị, ta bỏ đại giữa mương luôn, dính luôn. Đã. Coi ông dưới này của chú anh chị. Lại xuống dưới lại lấy lên mới được cô chú anh chị ơi. Rồi có bảy đặt tầm sàm gì cũng dính hết trời. Đã thấy làm sao nó đường hơi bóng bóng. Rồi gõ gàng nó đi dưới này thiệt mà. Đặt ở trên không dính thì đặt xuống dưới này dính. Để lại lấy lên cô chú anh chị, lấy lên này đem ra ngoài xem mới sướng sướng. Giờ lại nhảy xuống xa lắm. Đem nó ra đây luôn nè cô chú anh chị. Nhảy xuống sâu quá đó, rồi quay sợ rồi nó giật máy của chú anh chị xem không sướng sướng. Lỡ đem ra ngoài xem thì sướng của chú anh chị. Hàng này á là hàng phía mấy nữa rồi. Cái bẫy tính cuốn luôn chú anh chị. Đặt tượng gài đâu có dính đâu, thăm mấy cử rồi không dính. Ba cử, cử này cử thứ ba nè. Tính cuốn thì vô dính luôn. Bởi vì cái chỗ của Lai đặt của cô chú anh chị, trời sáng trăng á là khó ăn lắm. Mà tối trời lại là sẽ biết. Tối trời trong bịch đặt, tối trời trong bịch đó cô chú anh chị. Là đặt bẫy không dính đâu. Bừng lên cho cả nhà xem xíu sướng nha. Trời ơi nó đã quá đã cô chú chị ơi. Để lại bắt ra luôn chú anh chị. Giờ bắt cho an toàn một chút cô chú chị ơi. Mấy em này mới vô tóc nó chạy lẹ lắm đó. Em này hung lắm luôn chú anh chị. Đó vậy nó mới chịu ra đó. Nó thủ nó cắn Lai chứ không phải là nó hiền đâu. Đó. Đã. Ủa em này nặng lắm luôn chú anh chị ơi. Em này nặng nha. Vô kèo. Em này ký mấy rồi. Em nặng tịch cô chú chị, nặng tịch luôn á. Bỏ lá cây cho em nó khỏe cô chú anh chị. Hơi cuộc hơi đông lỏng một chút. Đừng có chặt quá. Đó. Vì là an toàn đó cô chú anh chị. Để lại bỏ vô cái tiếp tục chia sẻ cô chú anh chị xem ba em mà cô chú anh chị. Xuống. Anh Vũ ghé thăm với Lai nữa cô chú anh chị. Chào cả nhà anh Vũ ơi. Chào cả nhà. Cái mì bò anh thầm cái anh giọt tiêu nữa. Của anh còn mấy cái nữa anh Vũ? Ừ? Hết hả? Chùi với cái lỗ đó anh Vũ. Cái đường này bé như lắm anh Vũ ơi. Mà biết sao cái này sao đây nè. Sao anh Vũ? Mấy em đây nè. Sao không? Hồi chết luôn Vũ ơi. Hả? Coi chú thầy chú tôi luôn đi. Chết luôn của chú chị. Trời trời có cái gì mà không dính cái kỳ anh Vũ. Hai chiến rồi đó. Ừ. Anh thấy cái bẫy cái đường mòn đi nè anh Vũ. Đây nè, thấy chưa? Đây nè. Sạc đất hết trơn nè. Đi sạc đất hết trơn mà ta đắp cái cây để mất tiêu đường mòn thì ghê chứ. Nó đi vô hướng này nè anh Vũ. Đi hướng này đi lên nè, đó. Đi lên là xuống uống nước đó. Ừ. Ở đây là con cái này nè cô chú anh chị. Con Vũ thầm đó. Vậy đi cắm đầu hoài đó anh Vũ. Dướng giò nó cắm đầu không? Đi ra trời chung trại trẻ của chú đó, đúng rồi, tới nữa. Anh thấy không, ở đây nè. Ở đó gần mấy nước đặc thù luôn.
Sao không? Không lẽ cái bẫy gì cuốn anh Vũ? Cuốn không? Chú hừ hả? Điểm bao bao hàng có trồn á. Nó có đường mương không? Có, cặp mấy suối nè. Đường mương dưới kìa, có không? Dưới có, không, nó không có đâu. Không có đường mương hả? Ừ, có cái suối này không à. Ờ, cái dòng đó. Tôi biết ở đây còn con thứ hai nó nằm, không biết anh đặt trên có bắt chưa. Còn nhiều. Hử? Quá trời nó rộng à. Bỏ đi đặt cái bẫy chu lét. Sao Vũ? Ê, thấy không? Ừ. Còn chú nguyên không? Chú còn được. Ờ, kệ để đại luôn đi. Chú còn nguyên, con chú anh chị. Anh Vũ anh ra thăm dưới đây cây hai cái bẫy. Đúng rồi. Ba cái chứ. Ba cái. Anh về cô chú anh chị. Vì lai còn nhiều bẫy anh theo lai không nổi đâu. Đây còn một bảy cái nữa. Dạ, trời ơi. Không biết sao xuống cô chú anh chị ơi. Dạ. Ê. Trời ơi. Qua đây chui dưới đây đây đặt nè. Còn nguyên của chú anh chị ơi. Trời trời, cái chỗ này im gì mà còn nguyên mới đau của chú anh chị. Để đi luôn. Và nó trộn đi láng rồi chú anh chị. Ở đây lại có cái của chú anh chị. Cái này cũng im lắm thôi chuyện chơi. Nắng đứng gió của chú anh chị ơi. Ghê. Mấy chồng này đặt thưa lắm cô chú anh chị. Bởi vì tới một cái bẫy phải nói rất là chua. Bởi vì thăm số lượng mà mười mấy cái của chú anh chị là chưa rồi. Chứ không phải như đặt cái bẫy sóc. Sập cái cây. Sập rồi cô chú anh chị. Vô kèo. Vô kèo của chú anh chị. Trời, cái bẫy này lại bỏ đại xuống luôn. Rồi thấy cái đường mòn như này mà. Ngõ ha. Vô kèo trong khóc luôn của ngày bóc của chú chị. Dạ dạ dai quá đã rồi. Ấy ấy thôi tét tét quần luôn. Ôi em này ký mấy luôn chú chị, một ký mấy. Ê coi chừng quả quát móc của chú chị ơi, trùng đen chạy à. Vô rồi. Đây là đây ngoài đây bắt luôn chú anh chị ơi. Trùng đen. Lại bắt em nói ra luôn chú anh chị. Trùng đen. Em là mới vô đêm hôm luôn. Cái đường mòn ra nó cặn nhất luôn chú anh chị. Cái cũng phải cái đường sâu nghe mà cỏ không có gì chứ. Lại thấy đường mòn. Đẩy cuốn ngày bóc luôn. Quá đã sướng sướng của chú anh chị ơi. Em này. Và cả nhiều đây. Để thằng chú đi. Em được đi mấy nữa của chú anh chị. Để lại bắt em nói ra luôn của chú anh chị. Quá đã. Vô kèo rồi. Mấy em này lẹ lắm rồi cô chú chị. Đừng giỡn đó. À, vô đi. Ký mấy. Không la luôn cô chú vậy. Cái máy của chú chị ạ. Cái máy không. Có ngày em nhà, có ngày khoảng ký mốt thì nhỏ nhất của chú vậy. Ký đến ký mốt. Còn như là từ giác ký 2. Em còn ký 2 lần nữa. Quá đã của chú chị. Bốn em của chú vậy. Thế là bỏ vô cái tiếp luôn. Chúng ta đang tưới nước chuối nè của chú vậy. Chảy liêu liêu chảy cho mịn quá mịn nè. Mà cái này người ta tưới tối ngày của chú anh chị ơi.
Ủa, hôm nay đặt ra bên cái quên trời. Ủa kỳ ta, trên chỗ nào nó tuốt này ta, đặt cái bẫy quên rồi. Chắc đây quá, đây nè cô chú anh chị. Sập cái cây, sập dính gì trời, trời ơi sập dính chuột, đau đớn luôn, thảm thiệt chứ, hết biết mà. Cái đường mòn gì mà dám quấn dính chân chuột chú anh chị, hết biết à. Đây nước ta tưới vậy cô chú anh chị, chứ thật sự hầm lắm, có nước vậy đó mà cũng vẫn là hầm hầm của chú chị. Bởi vì đất cái đây là đất đá, ở trong đây lại có con cái nữa nè. Điểm này lai mới giờ nền không cô chú chị ơi, ngon lắm, là ngon luôn mà sao kỳ vậy ta. Trời ơi cái này không sập luôn, còn chuối thinh không, còn chuối thinh luôn, hết biết rồi. Để đi luôn chúng chị. Ở trong đây lại có đặt con gái nữa của chúng chị. Dừng túi không, đang tới nước nữa. Cái này là quấn cái thế đẹp lắm của chúng chị, mà không biết thế nào thôi. Chân khúc nào đây cũng quên trời. Chắc đây quá. Bắn ra. Ủa kì vậy, có đây không trời. Đây nè con chim chạy, trời ơi chợt quá chợt à, xuống dốc rồi. Đây rồi sập chín sóc, trộn đi của này sập chín sóc rồi chúng chị, hết chết trộn đi rồi, láng luôn. Chuối đèn để trồng ngộ lắm nha cô chú anh chị, không phải như dưới miền Tây của Lai. Miền Tây của Lai là trồng cây chuối là để 4-5 cây con lên luôn rồi, đâu quấy đâu. Còn đây trồng ra lấy có cây màu à. Bây giờ mới mốt ra đây cây để buồn phải không? Là ta để gì nè. Ra buồn người ta để gì nè cô chú chị, trên cái rừng ta chuyển cái kia ta tiễn hết, ta chuyển cây một vậy đó. Treo buồn lạnh chân. mỗi cây mỗi buồn nha cô chú chị. Thì còn có cây chuối là có buồn đó, hay không? Ở trong đây lại có đặt con cái nè. Trời chờ dính con gì nữa rồi. Trời ơi, bữa nay vô vườn chuối thất luôn trời. Hết biết rồi. Trong lỏng luôn. Chắc chuột nữa quá. Thiệt mà. Hết biết rồi. Hút chuột nữa. Cũng ngâm. Đi ra ngoài vô vườn chuối mới ghê, vườn chuối là la tin tưởng nhất của chú chị, cuối cùng thất bại luôn. Ở đây là con cái nè của chú chị, cái này im nó bể luôn. Kỳ trước thì dính em sóc, kỳ chế thì không dính luôn. Kỳ này biết sao đây, ngõm em này cho em thơm rồi, ngồi thấy trống lỏng. Ở con gì móc kia cái chuối trời, con gì ăn kia cái chuối của chú anh chị ơi, kỳ vậy ta, nghĩa là thay màu luôn của chú anh chị. Ở dưới dốc này là có đặt cái này của chú anh chị, mình nói rằng là trồng bạc cái ha, bí gọ cái gì
Rồi lại có chia sẻ đó cô chú anh chị. Là ở trong cái cục lông này nè. Lùm một xíu. Và có lại có tiền cá đây. Sập luôn cô chú anh chị ơi, sập rồi. Rồi dấu móc nữa cô chú anh chị, dấu móc nữa rồi. Rồi vô kèo nữa, trời ơi cô dính trọng môi của chú anh chị. Nó môi kìa. Coi cái bẫy của đài mà môi xanh quanh là như cái núi lên không? Mà em nhỏ xíu gì mà nó mồi ghê thiệt chứ. Vô nữa rồi cô chú anh chị ơi. Quá đã rồi, em bự. Bự luôn, còn đen nữa. Vô rồi. Trời ơi. Trên này trên ký cô chú anh chị, ký mấy á, từ giá mà 1 ký 1 ký 2 á. Còn đen nữa nè. Trời ơi đặt trống lỏng cô chú anh chị ơi. Đã. Kiếm chỗ bắt con chú anh chị. Rồi bắt em nó ra luôn với chú anh chị. Vô nữa, trồng đen nữa. Quá đã rồi của chú chị ơi. Trời ơi. Trúng lúc rồi cô chú chị ơi. Trúng lúc rồi. Rồi cũng dài hết. Dính em không cô chú anh chị. Bữa nay hôm mình đâu quất một cái rồi vậy đó. Chúng tới của chú chị ơi. Quá đã rồi. Cho nó ra từ từ của chú anh chị. Vậy thôi nó bạo. Trồng đen nữa, em này ký mấy của chú chị, trên ký rồi. Còn ký mốt khỏe ngu. Còn ký mốt khỏe ngu của chú chị. Em là mấy em ta. Có 5 em quá. Hết nhớ rồi chú chị. Dính hết nhớ luôn. Quá đã rồi chú anh chị ơi. Bữa nay chắc là bỏ 4 cái bẫy lớn lại của chú anh chị. Cái bẫy lớn này lại thăm mình lại chia sẻ clip sau của chú anh chị. Bởi vì là lại còn bẫy nhỏ nữa. Bây giờ mà bẫy lớn thăm nữa cái là cái clip dài thật là dài luôn. Là bỏ vô cái clip này chia sẻ với chú anh chị xem. Ở đây là con cái nha của chú anh chị. Cái này là đặt dưới cống nè. Là giờ chỗ bí hiểm không à. Rồi chết luôn. Rồi con gì móc con trái chú trời. Ngoài nhìn vô thấy móc con trái rồi. Kỳ ta. Chắc là giờ cái bẫy này cô chú anh chị ơi. Giờ ra ngoài đi. Cống đây hiu quá. Ở đây là con cái của chú chị. Cái này rồi dính em nữa nè, nó để tới giờ luôn. Thăm thử rồi chết quốc à. Làm em nữa coi. Ừ, chết luôn chú chị. Chuối còn luôn. Đi luôn cô chú anh chị. Lai thăm hai cái bẫy này nữa là cho lai kết thúc clip tại đây cô chú anh chị. Thì còn 4 cái bẫy trùng hương á. Lai thăm miễn có dính á thì cho lai đưa một cái clip sau lên cô chú anh chị. Clip sau đây nói vô. Chơi giờ dài quá cô chú anh chị. Có dính thì là chia sẻ cái cách mà lai bẫy mồi luôn của chú anh chị. Bẫy trùng hương tỷ lệ dính cũng rất cao mà không biết hên xui của chú anh chị ơi. Bẫy này không biết đường thì nói được. Đây đây có đằng cái này. Chú là để ở đây là ăn sạch chân của chú anh chị. Ăn sạch hết luôn mà còn một khúc cây chân cái miệng nó là không ăn cái bẫy nó không vô. Để đây là hai chú luôn rồi chú anh chị. Cái này chết rồi. Cực lai còn thăm cái một cái bẫy lớn nữa. Rồi 4 cái bẫy lai đặt ở cái gần bí hiểm đó. Lai sẽ chừa lại của chú anh chị. Cái bẫy lớn của chú anh chị. Mà chiếc này lai không có đặt mồi chuột nữa. Lai mà chỉ móc chuối không à.
Rồi lại đặt một chuột, không biết cái con gì nó lôi cái bẫy cái này. Này sao mèo cô chú anh chị, chứ ở đây làm gì có chó. Sập không? Ông cha thấy ông sập rồi chú anh chị. Rồi chú gọi thân luôn. Chú còn ý thân của chú về để đi hiện trường luôn. Lai ra ngoài là chia sẻ thành quả của Lai hôm nay, coi năm em chồng của Lai được bao nhiêu cô chú anh chị. Bữa nay trúng mánh rồi cô chú anh chị. Lai thăm mấy chồng đã xong rồi cô chú anh chị. Thì trước khi xem thành quả đó, cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Lai. Lai chân thành cảm ơn cái nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Nhưng mà quên đó chứ. Thì bữa nay Lai thăm tổng cộng luồng bẫy là 30 cái cô chú anh chị, nhưng mà Lai bỏ lại bốn cái bẫy trùng hương. Thì Lai không còn kịp nữa, thì cho Lai là Lai thăm bốn cái bẫy trùng hương này á, năm sau cô chú anh chị, rồi cho Lai nói cái đoạn clip Lai thăm bẫy trùng chiến sau đó cô chú anh chị. Thì bữa nay thành quả của Lai thì tổng cộng là được 5 em trồng và 2 em sóc. Như cho Lai xin lấy cái mô hình này để làm kỷ niệm luôn cô chú anh chị. Bởi vì thì bữa nay thì Lai bẫy trồng thì có thể là nằm đứng nhất nhì ở trong năm luôn cô chú anh chị. Là chúng nhất nhì trong năm luôn. Thì cái bữa mà dính trồng cho con trồng ốp đó cô chú anh chị, tuy ít con thiệt, nhưng mà cái này thì tuy Lai cũng nói thiệt luôn, cái này không lợi. Bởi vì cái này 5 con thì nó nhiều hơn. Nhưng mà trời, theo cái giá trị thì cái trồng ốp là giá trị hơn cô chú anh chị. Ôi vô qua cô chú anh chị, là không phải là gung tay à. Quá đã, mỏi quá cô chú anh chị ơi. Đây thì cho đọc bắt đầu cho Lai canh 5 em trộn của Lai được bao nhiêu cô chú anh chị. Đây là toàn hàng khủng luôn cô chú anh chị. Nhưng mà đây, ở đây á thì cho Lai ké thêm một em số bông, một em số đất cho hơi đẹp cô chú anh chị. Bắt đầu Lai cân 5 em trộn của Lai. Em thứ nhất cân từ em đó cô chú anh chị, cái cân của Lai có 5 kg rồi, kéo không nổi đâu. Bắt đầu mức cân của Lai là 00 cô chú anh chị. Kéo. Rồi cái này á thì 1,2 kg cô chú anh chị. 1,2 kg, hơn 1,2 kg. Kệ, tính cho 1 kg đi. Em này chắc nhỏ nhất quá. Em này tính cho 1 kg của chú anh chị, chứ hơn 1 kg á. 1 kg. Vô đây. Thấy em này. Ổng hùng. Em này chắc cũng hơi nhỏ là còn ba em kia là khủng rồi cô chú anh chị. Đây mức cân 00. Rồi. Em này á là gần 1,5 kg cô chú anh chị ơi. 1,450 kg, cái tính 1,4 kg đi. Em này còn 1,2 kg. 1,2 kg á, nãy em kia chỉ là 2,2 kg trộn của chú anh chị. 2,2 kg trộn. Để đây, đây. Em này hung quá. Đó, hàng bếp lên nha cô chú anh chị. 2,2 kg trộn phải không ta? Rồi đúng rồi, để thôi quên cô chú anh chị. Mức cân là 00. Kéo luôn. Rồi em này 1,7 kg. Ký 7 ra trừ cho còn lại 1,5 kg nữa của chú anh chị, hai lạng luôn. 1,5 kg dưới 2,2 kg là nhiêu rồi ta? Đây 1,5 kg dưới 2,2 kg là 3,7 kg chồng của chú anh chị. 3,7 kg chồng rồi. Tới em này khủng nữa này. Em này chắc không bằng cái em mới vừa rồi của chú anh chị ơi. Em này chắc có khoảng hơn 1,2 kg quá. Đây. Ủa này cầm gì sao nữa. Nó mức cân là 00 của chú anh chị. Kéo luôn. Rồi em này 1,3 kg. 1,3 kg hồi nãy là 3,5 kg, rồi 1,3 kg nữa là 4,5 kg, 4,8 kg chồng. 4,8 kg của chú anh chị. Đã không? Tới em thứ 5. Em thứ 5 này chắc cũng nhẹ cô chú anh chị ơi. 4,8 kg phải không ta? Đây. Đó mới cân là 00 cô chú anh chị. Kéo luôn. Ý, cái này sao kỳ vậy? Này 1,2 kg nữa cô chú anh chị ơi, em này 1 kg à. 1 kg nữa là 5,8 kg chồng. Kể như 5,8 kg cô chú anh chị thì Lai cân gì trừ hao thôi, chứ thật sự á thì là từ giá 6 kg chứ cô chú anh chị, mà tính 5,8 kg trước mặt cân thì tính 5,8 kg cô chú anh chị.
vậy là năm em tròn, năm em tròn là được năm ký lô tám và một em sóc bông, một em sóc đất. Đây còn để ngoài cô chú anh chị. Vậy là quá trúng rồi cô chú anh chị. Thì đầu năm đến giờ á là lai trúng cái trận này á là làm như là đứng nhất nhì với trồng mốp đó cô chú anh chị. Còn dính năm con kỳ trước á là số ký không bằng luôn, là hơn số ký. Thì năm em này là hơi bự hơn. Cuối clip thì lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cái nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.